Hai chào mọi người, tối rồi mà thôi tranh thủ. Con này xích thì mới tinh ha, xích thì bén ngậy, lam là lam trượt còn dùng độn. Lam này dài chắc cũng phải 5 tấc rưỡi 6 tấc mọi người. Này mặt tiền đẹp nha, này chỉ cần vệ sinh ra ha. Này vệ sinh ra nha, vệ sinh ra đẹp. Con này thì ngoại hình nó đẹp lắm. Sách Dolman 112 nha mọi người. Đó, đẹp ha, ngoại hình rất đẹp. Cái này vệ sinh ra cực kỳ đẹp nha. Đó, mà này mình chỉ quét dầu qua là nó đẹp. Lọc máy đây. Lọc máy nè mọi người. Quá đã luôn. Cái con này ấy thì em nói là cái hơi của nó khá là năng luôn. Hơi cực kỳ năng. Này chế đồ đầy đủ nè, chế đồ có đầy đủ nha. Hơi cực kỳ năng. Con này thì 51 cc, đầu máy nó nặng 5,6 kg nha mọi người. 51 cc con này khai thác được ha, máy thì công suất khá là ổn đấy. Có xích là như cũng còn mọi người. Cái này là không phải nó gãy gì đâu nha, cái này là giống như là cái đệm cao su này nè, nó bong ấy, nó muốn bong ấy thì nó quấn bên keo theo để cho nó cầm cho không phải phòng tay sao mà. Con này khai thác khá là ổn, xẻ gỗ đâu được. Con này hơi là rất là chắc, em nói chung là máy này mình chưa có mở bung ra hay kiểm tra gì cả, nhưng mà tại vì làm nghề thì mình biết giật hơi cực kỳ chắc luôn. Đẹp hả, cái này đẹp nha, cái này thì cái con này để cho mọi người 1,6 triệu nha mọi người ha, 1,6 triệu nha, 51 cc. Ai muốn cắt cây to tí thì dùng con này, hoặc là có xị gỗ thì dùng con này xị cũng được, làm trượt. Xích thì còn dùng khá là ngon luôn. Xích này khá mới luôn ha, 1,6 triệu không bao ship nha. Mua thì chuyển khoản số tài khoản phần mô tả giúp cho em không có ship code, không có thu hộ gì đâu nha, tại vì giờ Viettel nó nhận hàng lại bình thường nên là mình cứ ship thôi nha mọi người. Bây giờ mình ship thì nói chung mà cũng tùy địa phương thôi, địa phương nó nhanh có địa phương nó chậm hơn tí. Rồi chào mọi người nhé.